Tổng trọng mất, Thủ tướng đối đầu sinh tử với Tô Lâm, Ba Dũng ra mặt cứu cậu cả Nghị. Đến với đám tang ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu thủ tướng đã không thể kìm được niềm vui với nụ cười mãn nguyện. Ông Trọng chết đi thì ông Dũng gỡ được mối lo lớn, lo rằng ông Trọng cho hồi tố những sai phạm thời ông còn làm thủ tướng, lo ông Trọng bới móc sai phạm của cậu cả nhà ông. Vào năm 2020, Nguyễn Thanh Nghị từng bị ông Trọng đưa lên thớt và cho giáng chức từ bí thư tỉnh ủy xuống thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, thời của Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa hết. May cho Nghị là Phạm Minh Chính sau đó tiếp quản ghế thủ tướng, nên Nghị trở lại đường đua với vai trò bộ trưởng. Lẽ ra, ông Trọng chẳng cần phải quan tâm đến một bộ trưởng đáng tuổi con cháu của ông. Nhưng Nguyễn Thanh Nghị, Nghị chưa thể làm được gì khiến ông Tổng Bí Thư phải ra tay, mà Nghị lại bị ông Trọng xăm soi chỉ vì Nghị là con của Nguyễn Tấn Dũng. Là con của cựu Thủ tướng Nguyễn Thanh Nghị, hưởng lợi không ít từ các lý lịch hạt giống đỏ. Nhưng đồng thời, Nghị cũng khốn đốn không hề ít vì là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay ông Trọng đã chết, nên cả cha con ông Nguyễn Tấn Dũng như thoát được kiếp nạn. Mới đây nhất, ông Dũng đã xuất hiện trở lại ngay tại ngày lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ anh hùng rừng sát Cần Giờ do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Điều này cho thấy Nguyễn Tấn Dũng đang thực sự trỗi dậy. Ông Dũng rất muốn gặp lãnh đạo hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh để mà gửi gắm cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết, nhưng lâu nay ông không dám ra mặt công khai. Còn nhớ vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng khi đó là thường trực Ban Bí thư vào Sài Gòn để tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Chuyến đi này, ông Thưởng đem theo Nguyễn Minh Chiết như là cách để tạo điều kiện kết nối với các lãnh đạo thành phố cho cậu con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng. Giờ đây, sau khi ông Trọng đã chết, Nguyễn Tấn Dũng quyết định bước ra ánh sáng để vận động cho hai người con của ông trên con đường chính trị chăng? Ông Nghị đang là bộ trưởng, tuy nhiên với kinh nghiệm chính trường thì Nghị còn thua rất xa người cha của mình. Ông Dũng từng là đối thủ ngang ngửa với ông Trọng, thậm chí từng trên cơ, nên ông có đủ kinh nghiệm và mưu mẹo để hướng cho hai người con của ông đi trên con đường nào là tốt nhất. Từ năm 2021, Nguyễn Thanh Nghị ẩn nấp dưới cái bóng của Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính là chân trụ dẻo dai nhất trong tứ trụ, nên Nghị vẫn còn an toàn ngồi ở ghế bộ trưởng. Giờ đây, thế trận đang đẩy Phạm Minh Chính phải bước vào cuộc chiến sinh tử với Tô Lâm, thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ chọn hướng đi nào cho con trai của mình. Làm sao để vừa không mất lòng Phạm Minh Chính, vừa không gây thù trụ oán với Tô Lâm? Đây là canh bạc không hề dễ. Có lẽ Nghị không đủ khả năng để giải quyết mà cần phải có bàn tay của ông Ba Dũng sắp xếp. Những tháng gần đây, ông Phạm Minh Chính có chiều hướng gia cố nhóm Thanh Hóa để cân bằng quyền lực với nhóm Hưng Yên. Cụ thể, ghế phó thủ tướng cuối cùng được ông Chính ưu tiên cho ông Lê Thành Long là đồng hương Thanh Hóa của ông mà không trao cho Nguyễn Thanh Nghị. Nhưng có lẽ đây là điều tốt cho Nguyễn Thanh Nghị, bởi lúc này Nghị cần phải rời xa quỹ đạo của Phạm Minh Chính. Nếu giữ quan hệ quá gần với Phạm Minh Chính, có khi Nghị sẽ bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử với Tô Lâm. Có vẻ như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang muốn kết nối với các nhóm miền Nam để bàn chuyện lớn chăng? Bởi dưới bàn tay của ông Trọng, các nhóm miền Nam đã tan tác, không còn cơ hội để tranh hùng, tranh bá với các nhóm lợi ích ngoài Bắc nữa. Và đây có lẽ cũng là nơi ẩn nấp đáng tin cậy hơn cho hai người con trai của ông cựu thủ tướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng mất, Thủ tướng đối đầu sinh tử với Tô Lâm, Ba Dũng ra mặt cứu cậu cả Nghị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Chiến địa nào Tô Đại có thể giải quyết số phận chính trị của Thủ tướng? Với vai trò là quyền Tổng Bí thư, Tô Lâm gần như chiếm thế thượng phong trước Phạm Minh Chính. Tô Lâm đã nắm chắc Bộ Công an và đang tiến hành sắp xếp lại nhân sự của bộ này để chuẩn bị tấn công vào nhóm lãnh đạo được Phạm Minh Chính hậu thuẫn.
đưa Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh để hỗ trợ điều tra đại án IEC tại tỉnh này. Tuy không thể lần ra nơi ở của bà chủ tập đoàn IEC hiện nay tại nước ngoài, nhưng Đinh Văn Nơi cũng như làm được rất nhiều điều, đấy là theo dõi, điều tra và lập hồ sơ đen đối với các lãnh đạo Quảng Ninh, kể cả những người đã về hưu. Điều này rất quan trọng vì từ những hồ sơ này, Tô Lâm có thể ra đòn quan trọng để mà đẩy Phạm Minh Chính ra khỏi chính phủ. Khi ông Chính về làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký được bố trí vị trí chánh văn phòng tỉnh ủy, vị trí được xem là tay hòm chìa khóa của bí thư. Sau đó, ông Chính thuyên chuyển ông Ký về làm bí thư thành ủy Móng Cái. Khi ông Chính về Trung ương làm phó ban tổ chức Trung ương, rồi liên tiếp chức trưởng ban tổ chức, Nguyễn Xuân Ký được Phạm Minh Chính nâng đỡ lên để làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, sau đó là phó bí thư thường trực, rồi đến bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đinh Văn Nơi được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đen về Nguyễn Xuân Ký, đặc biệt là giai đoạn 2012-2013, thời gian mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC trúng gói thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Giai đoạn đó, Nguyễn Xuân Ký đã tay hòm chìa khóa cho Phạm Minh Chính. Không thể đánh trực tiếp vào bà Nhàn vì bà này đã bỏ trốn, cũng không thể đánh trực tiếp vào Phạm Minh Chính vì hiện nay ông Chính đang là trụ rất cứng. Có thể điểm yếu duy nhất của Phạm Minh Chính là Nguyễn Xuân Ký và Tô Lâm đang nhắm vào nhân vật này. Về phần ông Chính, ông không thể ngăn cản Tô Lâm điều tra Nguyễn Xuân Ký. Cách duy nhất mà ông Chính có thể làm là liên minh với quân đội, bởi chỉ quân đội có cơ quan điều tra và họ đã là nơi duy nhất có thể điều tra ra sai phạm của Tô Lâm. Sai phạm của Tô Lâm thì rất nhiều, trong đó rõ nhất là vụ mobile phone mua AVG. Tuy nhiên, cần phải có cơ quan điều tra làm việc này thì Phạm Minh Chính mới có thể có được vũ khí để mà chống lại Tô Lâm đang rất hùng hăng. Như vậy, để chống lại đòn đánh của Tô Lâm thì Phạm Minh Chính không thể ngồi im và không thể đỡ đòn. Cách duy nhất là lấy tấn công để mà làm phòng thủ. Phạm Minh Chính phải ra đòn hiểm để Tô Lâm thu tay về, đấy là giải pháp duy nhất. Có thể nói Bộ Quốc phòng chính là nơi quyết định cuộc chơi, là nơi mà ông Chính cần phải tranh thủ. Ông Chính cần liên minh với Phan Văn Giang càng sớm càng tốt, bởi chỉ có Phan Văn Giang mới giúp ông Chính điều tra các sai phạm của Tô Lâm. Nhân lúc Tô Lâm chưa chính thức được làm Tổng Bí Thư, đồng nghĩa Tô Lâm chưa phải là Bí Thư Quân ủy Trung ương, thì ông Giang mới có thể tự do hành động được. Còn để đến khi ông Tô Lâm chính thức đăng đài trở thành Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì xem như Tô Lâm là người đứng đầu Quân ủy Trung ương. Khi đó ông Giang bị vòng kim cô siết chặt, khó mà giúp được ông Chính. Phan Văn Giang cũng đang tìm kiếm tương lai. Hiện nay ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hai lựa chọn, hoặc là liên kết với Phạm Minh Chính để chống lại Tô Lâm, hoặc là gia nhập nhóm lợi ích của Tô Lâm để mà chia chác quyền lợi. Nếu Phạm Minh Chính chèo kéo được Phan Văn Giang thì Tô Lâm cũng có thể làm được. Bàn cờ chính trị đang nằm trong tay Phan Văn Giang và số phận Phạm Minh Chính cũng nằm trong tay Phan Văn Giang. Hiện nay Tô Lâm đang nhắm vào Phạm Minh Chính, còn ông Thủ tướng sẽ đối phó như thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Chúng ta hãy cùng quan sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Chiến địa nào Tô Lâm có thể giải quyết số phận chính trị của ông Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.